Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra tại Premier League? Đó chắc hẳn là suy nghĩ của rất nhiều người vào thời điểm này. Arsenal đã dẫn đầu bảng xếp hạng từ tháng 8 cho đến tháng 4. Chính xác hơn, họ đã dẫn đầu cả nước Anh trong 32 vòng đấu. Nhưng giờ, nhà vô địch sẽ chẳng bao giờ là họ. Thay vào đó, Man City sẽ tiếp tục lên ngôi sau một cú nước rút thần thánh bậc nhất lịch sử. Cho tôi hỏi lại nhé, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Thật khó tin khi Arsenal lại có thể đánh mất mọi lợi thế ngay vào tháng cuối cùng. Và cũng thật khó tin khi biết rằng Man City đã giành trọn vẹn 33 trên 33 điểm sau 11 trận đấu gần nhất tại Premier League. Từ khoảng cách có lúc kéo đến 7-8 điểm, giờ Arsenal lại đang thua Man City đến 4 điểm. Đã vậy, họ còn đá nhiều hơn đối phương một trận. Vì vậy, sẽ là một cơn hoang tưởng cho những ai nghĩ rằng pháo thủ sẽ tạo nên cú twist điên rồ hơn nữa. Họ sẽ giật lấy ngôi vương ngay trên tay của Man Xanh. Thầy trò Mikel Arteta chắc chắn cần thắng hết 2 trận còn lại, trong khi chờ đợi Man City sẽ không có thêm một chiến thắng nào trong 3 vòng cuối cùng. Thôi thì tôi khuyên những ai đang mơ mộng về viễn cảnh này, bạn nên ra rạp vào tháng 7 tới xem Mission Impossible phần mới nhất cho nhanh, chứ Arsenal giờ còn đúng cái nịt để mà đua vô địch. Hết 99% chiếc cúp bạc Premier League sẽ trở lại Etihad sau tháng 5 này, và nó sẽ đánh dấu một cột mốc huy hoàng chưa từng thấy trong lịch sử đội bóng thành Manchester nói riêng và giải đấu này nói chung. Vì Man City sắp sửa lập một cú hat-trick vô địch liên tiếp tại sân chơi này, đó là một sự thống trị. Thậm chí, đó còn là sự thống trị tuyệt đối. Không ngoa khi nói, Pep đang biến Premier League trở thành Pep League. Không đùa đâu, sự thật đấy. Đá thế này thì tuyển thêm vài trăm cầu thủ nữa xong tự chia các đội ra mà chơi. Chứ xem Premier League mà cứ ngỡ ao làng Đông Nam Á nhà ta. Dù cho năm nay, Arsenal đã rất cố gắng và gây không ít khó dễ cho The Citizens. Nhưng rốt cuộc thì sao? Châu Hoàn hợp phố, chức vô địch cũng lại về tay chủ cũ. Ở thời điểm mùa giải bắt đầu hay thời điểm mùa giải kết thúc, Man City vẫn là đội bóng số 1 nước Anh trong đánh giá của nhiều chuyên gia lẫn giới mộ điệu. 3 lần vô địch nước Anh liên tiếp, và sẽ còn kinh khủng hơn nữa nếu bạn biết rằng đây đã là lần thứ 5 trong 6 mùa giải đã qua Man Xanh thống trị giải đất xứ sương mù. Kể từ mùa 2017-2018, ngoại hạng Anh đã nằm dạp dưới gót chân chinh phục của binh đoàn áo xanh. Ngược dòng thời gian xa hơn một chút, Man City đã vô địch Premier League lần đầu vào mùa 2011-2012, sau 4 năm dài đằng đẵng chờ đợi dưới thời huấn luyện viên Roberto Mancini. 2 năm sau, họ tiếp tục đăng quang ngôi vị cao nhất vào mùa 2013-2014 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Manuel Pellegrini. Tổng kết, trong vòng hơn một thập kỷ qua, Man Xanh đã vô địch Premier League 7 trên 11 lần có thể. Họ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh trong giai đoạn này, âu cũng là lẽ thường tình. Thậm chí, họ còn có thể trở thành đội bóng Anh vĩ đại bậc nhất thế kỷ 21 trong một ngày không xa nếu tiếp tục duy trì đà thống trị này trong nhiều năm nữa. Dĩ nhiên, thành công nào cũng cần có dấu ấn của một kiến trúc sư đại tài phía sau. Với Man City, họ may mắn sở hữu một trong những chiến lược gia xuất sắc bậc nhất kể từ mùa hè 2016, đó là Pep Guardiola. Phải nói rằng, Pep đang làm tốt hơn cả chức trách của mình tại Etihad. Ban lãnh đạo Man City kỳ vọng nhiều ở Pep và ông đã không làm họ thất vọng một phút giây nào. Đúng là Pep không phải người đầu tiên mang chiếc cúp bạc Barclays danh giá về với Etihad, ông cũng chẳng phải người thứ hai. Chiến lược gia mang quốc tịch Tây Ban Nha là người thứ ba mang vinh quang về với công dân của thành phố Manchester. Thế nhưng, ông là kẻ bất khả chiến bại. Pep là kẻ mang đến sự thống trị cho Man City và gieo rắc nỗi sợ cho những đội bóng khác tại Premier League. Pep phủ một chiếc bóng khổng lồ lên toàn bộ xứ Anglia. Pep trở thành vua, trở thành hoàng đế của bóng đá Anh, chính xác là như vậy. Nhớ lại mùa giải đầu tiên mà Pep tới Premier League làm việc, Man City của ông gặp rất nhiều khó khăn trước những đội bóng chơi thuần Anh, thiên về bóng bổng và dài, một lối chơi đặc trưng của hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù. Đó là lý do vì sao Man City ở mùa giải 2016-2017 mỗi lần thi đấu với Burnley đều rất vất vả. Trong hai cuộc đụng độ với Burnley ở Premier League năm đó, đoàn quân của Pep Guardiola đều chỉ thắng với tỷ số 2-1. Burnley của Sean Dyche, một nhà cầm quân đang nắm Everton hiện tại, thật ra cũng chẳng có bài vở tấn công nào cao siêu. Hầu hết chỉ là những đường truyền dài, phất bổng, lôi kéo cầu thủ Man City vào những trận chiến trên không, hoặc một cuộc chiến tranh giành bóng hai. Ấy thế mà Burnley của Sean Dyche lại khiến cho Pep sống dở chết dở trong việc tìm cách đối phó. Tôi chưa thấy giải đấu nào các câu lạc bộ sử dụng bóng bổng và bóng hai nhiều như vậy. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cảm thán sau ít tháng làm việc tại Premier League. Chắc hẳn phải đến lúc đó, ông mới ngộ ra lời khuyên của cậu học trò cũ Xabi Alonso chẳng thừa. Cựu tiền vệ của Bayern Munich và Liverpool từng tư vấn cho ông thầy rằng, nếu muốn thành công ở Premier League, ông buộc phải thích nghi với những tình huống bóng hay. Pep lúc vừa bước chân đến nước Anh có lẽ đã không mấy ghi lòng tạc dạ câu nói trên.
Nhưng sau khi đối đầu với những câu lạc bộ kiểu Burnley, Crystal Palace, ông Hàn lại nhớ lời khuyên, hoặc chính xác hơn là lời cảnh báo của Xabi Alonso vài năm trước. Bóng đá tại Premier League thực khác xa so với những gì Pep tưởng tượng và đã phá vỡ thế giới quan của ông về bộ môn này. Quả thực, trong thế giới bóng đá của Pep từ thuở bắt đầu sự nghiệp, nào có chỗ cho bóng dài. Vì những môi trường mà ông làm việc cũng như thi đấu trước đây là La Liga, Bundesliga hay Serie A, không nhiều đội bóng sử dụng lối chơi lấy thịt đè người kiểu Anh. Pep vì thế đã bị ngộp, nhưng rồi Pep cũng nhanh chóng thích nghi. Và giờ, sau 6 năm, thật oái oăm khi ta ngồi đây và đưa ra nhận xét rằng Pep không những đã thích nghi tốt, mà ông còn đang thống trị cả giới bóng đá xứ sương mù. Thật điên rồ. Chưa hết, trong quá trình tiến hóa trở thành kẻ thống trị, Pep lại đang xây dựng đội bóng của mình trở thành hình mẫu Anh thuần túy. Một điều nghe có vẻ khác lạ và khác xa với thế giới quan bóng đá của Pep, xin nhắc lại một lần nữa. Nhưng lại dần khiến Man City của mùa này trở nên nguy hiểm và khó lường hơn bao giờ hết. Lấy ví dụ từ chính lần đối đầu gần nhất với Burnley, đội bóng từng gây khó dễ cho Man City của Pep trong mùa đầu tiên ông chuyển đến Premier League. Thật bất ngờ khi ta biết rằng Man City của ngày hôm đó đã thống trị trận đấu ở cả những tình huống bóng dài, bóng hai trước đây từng là sở đoản. Hãy quan sát bàn thắng mở tỷ số của Erling Haaland trước Burnley hôm đó. Thủ môn Stefan Ortega phất quả bóng dài lên phía trên cho Haaland đánh bại hậu vệ đối thủ trong pha không chiến trước khi chuyền bóng cho Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina nhận quả bóng hai rồi chọc khe chính xác trở lại để Haaland bứt tốc, ghi bàn đầu tiên mở ra chiến thắng 6 sao cho đội nhà. Nhìn hình ảnh đó, giới chuyên gia và người hâm mộ lâu năm không khỏi ngạc nhiên, bởi đó chính xác là thứ bóng đá từng khiến Pep Guardiola rất sợ trong những ngày đầu tiên làm quen với môi trường làm việc mới. Nhưng giờ, ông lại biến nó trở thành nỗi sợ của chính các đối thủ thuần Anh mỗi khi đối đầu với Man City. Một minh chứng cho sự tiến hóa và hoàn thiện bản thân của Pep, một người luôn lấy hiệu quả công việc làm trọng. Và trên hết, nó cho ta thấy một vị thế rất khác của Pep và Man City ở Premier League thời điểm này. Từ vị thế của kẻ amateur sẵn sàng học hỏi, thích nghi với môi trường làm việc mới, Pep dần ra chuyển biến cùng Man Xanh sang vị thế của kẻ thống trị giải đấu. Man City của hiện tại không những công cường, thủ giỏi mà còn sắp kiện toàn bộ máy đến mức hoàn hảo, không lỗi lấy một chi tiết. Họ thậm chí còn đang mơ về viễn cảnh bá chủ châu Âu. Cứ thế, Man City trên đường trở thành đội bóng Anh vĩ đại nhất mọi thời. Và cứ thế, Pep Guardiola cũng đang biến Premier League trở thành Pep League, một giải đấu của riêng mình.